Sau những nỗ lực xóa đói giảm nghèo của chính phủ, số lượng hộ nghèo ở Mexico đã giảm nhẹ nhưng vẫn chiếm đến 45,5% dân số cả khu vực Mỹ Latin. Theo số liệu từ chính phủ Mexico, tính đến hết năm 2012, 45,5% dân số nước này, tương đương 53,3 triệu người thuộc diện nghèo, nghĩa là những người có thu nhập trung bình dao động từ 1.500 đến 2.300 peso một tháng. Còn diện hộ cực nghèo, tức là thu nhập chỉ từ 800 đến hơn 1.100 peso một tháng, chiếm 9,8% dân số, khoảng 11,5 triệu người. So với 2 năm trước, tình hình nghèo đói tại Mexico có giảm nhẹ, mức sống ở vùng nông thôn đã cải thiện, tuy nhiên tại thành thị, số người thu nhập thấp lại tăng. Tình hình nghèo đói ở nông thôn có giảm, còn ở thành thị thì ngược lại, an ninh xã hội cũng như lương bổng đều giảm. Nhưng dù nông thôn hay thành thị, người nghèo cũng đang chiếm gần một nửa dân số Mexico. Nghèo thì vẫn nghèo, tôi chẳng thấy cuộc sống của mình khá hơn, tôi không hiểu chính phủ đang làm gì. Tổng thống cam kết sẽ xóa đói giảm nghèo, vậy thì hãy hành động đi, đừng nói quá nhiều. Phía chính phủ của Tổng thống Enrique Peña Nieto cho rằng, dù đã cam kết sẽ xóa đói giảm nghèo cho người dân, nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Người dân không nên nóng vội, ít nhất tình hình nghèo đói năm 2012 đã giảm nhẹ so với năm trước.